Sở Tổ Gỗ hôm nay giới thiệu với các bác tác phẩm gì lặp nhất tiểu ngồi dưới gốc cây tùng, chất liệu gỗ hương ta. Tác phẩm có mã là TPDL090, có kích thước cao 60, ngang 70 và sâu 42, nặng 21kg các bác nhé. Một tác phẩm liền khối 99%, ở phần đế đằng sau thì em có chắp lên một chút để đẩy tác phẩm này lên thôi ạ. Trong phong thủy thì tượng Phật Di Lặc là một trong những hình tượng phong thủy quen thuộc của nhiều gia đình hoặc các cửa hàng, thậm chí là các văn phòng công ty đều trưng bày. Tượng Phật Di Lặc, theo quan điểm của phong thủy thì tượng trưng cho niềm hạnh phúc tuyệt đối, niềm vui, sức khỏe và sự trường thọ. Có rất là nhiều mẫu mã về các pho tượng Phật Di Lặc bằng gỗ, nhưng trong đó thì tượng Phật Di Lặc ngồi dưới gốc cây tùng có một ý nghĩa phong thủy rất đẹp và tốt lành. Các bác hãy cùng với Sở Tổ Gỗ tìm hiểu ngay bây giờ các bác nhé. Cây tùng là một loại cây rất là đặc biệt, có một sức sống dẻo dai. Cây tùng đi vào hội họa từ xa xưa với ý nghĩa tượng trưng cho quân tử, dám dám đương đầu với những gian khó mà không bao giờ gục ngã. Vì thế, ngoài biểu tượng phong thủy do tượng Phật Di Lặc mang lại, thì biểu tượng của cây tùng còn mang lại sự bền bỉ, kiên cường và sức khỏe cho gia chủ. Và từ xa xưa thì Phật Di Lặc chính là vị Phật gắn liền với sự hạnh phúc và sức khỏe trường thọ. Dù là một trong những vị Phật có thần lực rất là cao, nhưng Ngài lại là một vị Phật hết sức là gần gũi. Vẻ mặt của Ngài luôn toát lên sự vui vẻ, hạnh phúc, với quan niệm nhân gian rằng tếu nạp thiên hạ tài, do đó những người kinh doanh buôn bán rất là coi trọng việc trưng bày tượng Phật Di Lặc ở trong nhà, cửa hàng, văn phòng hay công ty để thu hút nhiều tài lộc cho mình. Bên cạnh đó, khi làm việc với những áp lực căng thẳng thì việc ngắm nhìn những bức Phật Di Lặc với nụ cười tươi tắn có thể giúp cho gia chủ sẽ giải tỏa được tâm trạng, giúp chấn định và lấy lại tinh thần để vượt qua mọi khó khăn để đạt được những điều tuyệt vời trong cuộc sống. Và có rất là nhiều những cái ý nghĩa phong thủy rất là tốt về những tác phẩm Phật Di Lặc. Và nếu như các bác đang cần tìm kiếm những tác phẩm Di Lặc để bàn thì đây là một trong những sự lựa chọn hoàn hảo mà các bác nên lựa chọn các bác nhé. Tượng Phật Di Lặc nhất tiểu ở dưới gốc cây tùng chất liệu gỗ hương ta có mã là TPDL090, cao 60, ngang 70 và sâu 42, nặng 21kg. Các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng để chiếm ngưỡng tác phẩm hoặc nhắn tin Zalo, gọi điện trực tiếp qua số điện thoại hotline của cửa hàng 035 5678 885 hoặc số 0868 688 137 để được tư vấn cụ thể hơn. Các bác có thể truy cập website xưởngtượnggỗ.com để theo dõi các tác phẩm mỹ nghệ bên em và đặt hàng. Các bác hãy ấn đăng ký để ủng hộ cho Xưởng Tượng Gỗ và để theo dõi các video đấu giá livestream bên em. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Các bác nhớ ấn đăng ký để ủng hộ cho kênh Xưởng Tượng Gỗ. Cảm ơn các bác rất nhiều.